Chào các bạn đã quay trở lại kênh của Quỳnh Nhung TV. Rất vui được gặp lại các bạn. Ngày Tết, hầu như nhà nào cũng có 5-30 bánh tráng loại dày hoặc mỏng để cuốn nè. Tuy nhiên, món cuốn là món ăn đòi hỏi nhiều thời gian. Chính vì vậy mà món cuốn ngụ ý trong Mông Cổ ngày Tết là sự nhàn tản ung dung, trọn vẹn trong cách ăn uống của người Việt. Với ý nghĩa đó, hôm nay Nhung xin chia sẻ với tất cả các bạn món gỏi cuốn tôm thịt vào thực đơn của Mông Cổ ngày Tết, cũng như món ăn hàng ngày của chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để thực hiện món ăn đầy ý nghĩa này nhé. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị 1 kg tôm sú nè, thịt heo thì nửa ký. Thịt heo các bạn có thể chọn thịt ba rọi hoặc thịt có miếng mỡ tí xíu ha. Tôm thì các bạn chọn tôm tươi là được rồi. Kích cỡ thì tùy các bạn thôi. Rau cuốn thì mình có chuẩn bị 1 ít hẹ, 1 ít rau thơm, 1 ít cải xà lách, 1 củ cà rốt, với lại 1 củ cải trắng để mà lát nữa mình làm dưa chua đó. Thịt với tôm á, mình đã rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình bắt nước lên để luộc thịt luôn nha các bạn. Mình cho vô đây 1 lít 2 nước nè, 1 muỗng cà phê muối nè, thêm 1 muỗng cà phê đường nữa, thêm nửa muỗng bột ngọt nữa. Khi mà các bạn luộc như thế này nè, thịt với lại tôm nó sẽ ngấm gia vị vô luôn, mình ăn rất là ngon. Mình có dùng thêm 1 củ hành tím cắt lát ra, bỏ vô luộc chung cho nó bán cái mùi hôi của thịt nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi thịt chín thì mình sẽ đi làm dưa chua nè. Cà rốt với lại củ cải trắng mình đã bào nhỏ sợi sợi ra rồi nè các bạn. Mình đổ vô đây 120ml giấm nè, giấm này mình nuôi ở nhà. Muối thì 1 muỗng canh muối. 3 muỗng canh đường. Và sau cùng là 100ml nước lọc nha các bạn. Ngoài ra cách làm dưa chua này các bạn cũng có thể nấu nước đường lên á, nấu nước giấm đường lên mà mình đổ vô pha cũng được đó các bạn. Mình dùng đũa cho nó ngấm đều hết gia vị nè, sau đó các bạn có thể bỏ vào cái hộp, mình để ngăn mát tủ lạnh nha. Quay lại nồi thịt luộc của mình luộc nãy giờ là gần nửa tiếng rồi nè các bạn. Các bạn dùng đũa chọc qua miếng thịt, nếu mà thấy không có chất hồng chảy ra nữa thì nó đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ thì mình gấp ra dĩa cho nó nguội nha. Tiếp tục thì mình đổ tôm vô luộc luôn nha. Tôm này nhỏ các bạn, cho nên là thời gian luộc của mình là khoảng 5 phút đổ lại thôi nha các bạn. Nếu mà luộc lâu quá thì nó sẽ không ngon đâu. Và cái này mình luộc được 4 phút rồi nè, mình vớt ra luôn nha các bạn. Vớt nó ra để ở đây, đợi cho thịt với lại tôm nó nguội hẳn thì mình hả xắt thịt với lại lột vỏ tôm nha. Trong thời gian này thì mình sẽ đi làm nước chấm nha. Các bạn bắt cái chảo lên và cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn nè. Đợi cho dầu ăn nó nóng lên, các bạn cho thêm giùm mình 1 muỗng cà phê bơ lạc nữa nha. Có bơ lạc làm cho cái nước chấm mình nó sẽ béo hơn đó, và nó thơm nữa. Mình đợi cho bơ nó tan ra hết luôn nè. Rồi tiếp tục mình bỏ vô đây là 1 muỗng canh tỏi với lại ớt băm nha. Nếu như mà các bạn không ăn ớt được thì mình có thể bỏ ít hoặc là không bỏ cũng được nè. Mình phi cho tỏi nó thơm lên nha các bạn. Khi nó thơm lên rồi mình bỏ vô đây là 125ml tương phở đó các bạn. Tương đương với là nửa chai tương phở nhỏ mà mình hay mua đó. Tức là cái chai đó là khoảng 350ml đó. Mình dùng nửa chai đó các bạn. Các bạn khuấy cho nó đều, tan đều ra. Rồi mình tiếp tục bỏ vô đây là 3 muỗng canh đường. Các bạn cũng đánh cho nó tan đều ra nha. Lúc này có bạn thích mà làm cho nó lỏng hơn á,
các bạn đổ vô đây thêm 100ml nước dừa. Nhưng mình thì không thích, mình cứ để như vậy. Tại đường nó cũng có cái độ lỏng nước ra rồi đó. Và bỏ vô đây là hơn một muỗng canh chanh đó các bạn. Chanh mình vắt cốt chanh ra đó. Các bạn cứ đánh cho nó tan đều ra cho mình nha. Và như vậy thì mình tắt bếp được rồi nè các bạn. Tôm thì mình đã lột ra rồi. Mình nghĩ tất cả các bạn đều biết cách lột tôm ha. Thịt thì mình sắc từng miếng mỏng ra. Sắc mỏng ra như vậy thì khi mình cuốn nó sẽ dễ hơn ha. Sắc xong hết thì mình chuẩn bị cuốn nha các bạn. Hôm nay thì mình dùng bánh tráng cuốn loại này. Cái loại này đặc điểm của nó là nó không có mặn á, dày nè, dai nè. Bất tiện ở chỗ là khi mình cuốn là mình phải tráng qua bề mặt của nó một ít nước. Nếu không mà nó sẽ giòn. Mình chịu khó tráng nước nhưng mà đổi lại thì nó ăn rất là ngon. Nó không có vị mặn á. Đầu tiên mình để vô một ít cải nè. Nếu như mà các bạn thích ăn cải nhiều á thì mình cứ để cải nhiều thôi. Tùy theo sở thích của mỗi người á các bạn. Mình để thêm một ít rau nữa. Sắp như vậy thấy cũng ok ha. Tiếp tục là các bạn cho thêm một ít bún nè. Hôm nay mình có ăn kèm thêm một ít bún nữa đó. Các bạn không có bún thì cũng được, cũng không có sao đâu. Mình quấn lại, mình quấn cho nó ôm lại tí. Tiếp tục là mình xắp thịt lên nè. Món này nói chung là cái thời gian làm cũng hơi lâu á các bạn. Nó hơi cầu kỳ tí xíu. Nhưng mà thôi, miễn nó ngon thì mình cứ làm ha. Rồi các bạn xắp tôm lên cho mình nè. Quay thêm một chiều. Nhìn cho nó đẹp mắt vậy thôi á. Cứ như vậy các bạn xắp đều hết cho mình. Rồi mình ốp hai cái đầu hai bên vô nè. Ốp vô. Cải mà nó dư ra thì mình cứ bẻ bỏ thôi. Làm cho nó đẹp á. Rồi như vậy các bạn quấn chặt lại nha. Rồi tới đây mình thêm hẹ nè. Các bạn hay quên hẹ lắm á. Mình bỏ hẹ vô. Có hẹ nữa nó mới ngon thơm á. Rồi cứ thế thì các bạn quấn cho mình. Quấn chặt tay lên. Rồi quấn chặt tay như vậy nha. Rồi đó các bạn, thế là xong nè. Xong gỏi cuốn của mình đó. Cứ thế mà các bạn cứ quấn hết cho mình nha. Thế là thành phẩm của mình cũng đã xong. Các bạn lưu ý là cái nước chấm của mình á, các bạn phải rắc lên một ít đậu phộng nha. Như thế mới trọn vị đó. Thật ra gỏi cuốn là cả một thế giới động thực vật thu nhỏ đó các bạn. Cái hay của món cuốn ở chỗ là dù món chủ lực là thịt, cá, tôm hay bất cứ một cái gì khác, nhưng luôn có rau các loại nè. Và các loại rau này tùy thuộc vào đặc tính vùng miền mà có thể sử dụng khi cuốn thôi. Nói chung trong cái cuốn nhỏ bé ấy là một bức tranh đầy màu sắc, phong phú, hấp dẫn và thú vị phải không các bạn? Khi ăn món cuốn này, có nước chấm tương đậu phộng là điểm nhấn. Tuy nhiên các bạn cũng đừng quên có thêm một đĩa dưa chua nhé các bạn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nè. Nước chấm thì có vị mặn vừa phải, độ chua, ngọt, cay, mùi của đậu phộng hòa quyện với nhau làm cho món cuốn của chúng ta thêm đậm đà và ngon miệng hơn nè. Mình xin chúc cho tất cả các bạn làm thành công với món gỏi cuốn tôm thịt này nhé. Nếu thấy video này hay, xin hãy bấm đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của mình. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.